Hello, xin chào tất cả mọi người. Đã trở lại kênh Sugi Nguyễn, cuộc sống hàng ngày của bé. Sugi ơi, hello cô chú nè. Gì? Su ơi, con mắc gì? Con làm gì gì? Kêu hello cô chú, nó nói Sugi mắc coi phim, ghê không? Con ơi, Sugi à. Rồi. Bánh chè. Ăn gì? Ăn chè trứng cút. Ăn chè trứng cút. Dạ. Nước hột á. Hạt dẻ. Hạt dẻ. Đúng rồi. Con muốn ăn hả? Con muốn ăn hạt dẻ. Rồi, đợi mẹ xíu nha. Ơi. Mẹ mất mẹ ơi, chú chi coi chim. Rồi mẹ nghe rồi. Nè mẹ cho nữa nè Su. Không biết cảm ơn mẹ ta. Cảm hết đi con. Hả? Con ăn đi. Ghi con đói bụng cho mẹ nè, mẹ bới cơm con ăn nha Ghi. Sao? Đói bụng không? Ăn đó hả? Thôi vậy thôi ăn đi. Cảm ơn mẹ chưa? Cảm ơn mẹ. Nè. Ăn từ từ thôi con. À, lấm lên á. See you soon. Good night. I want to come inside. I'm hungry and I'm tired. I want to play and live my life.
Ghi coi gì á? Coi chim mà. Mùng bánh uống nước coi phim hả? Con ăn đi. Em ném mùng. Ừ.